để tăng thêm 5% lead, ta áp dụng những chiến lược gì? Để tăng tỷ lệ hẹn gặp lên, ta áp dụng những chiến lược gì? Chỉ riêng cái việc dùng bữa ăn làm quà tặng thôi, ta đã tăng được tỷ lệ hẹn gặp lên rồi. 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam. Nếu đối tác của ta là khách hàng nữ, ta lấy cớ lên tặng hoa cho họ. Vậy họ có chờ ta để được nói chuyện không anh chị? Khả năng cao là họ sẽ chờ ta. Vì thế có khả năng tăng thêm 5% trong cả năm không? Mùng 8 tháng 3, 20 tháng 11, mùng 10 tháng 10, 13 tháng 10, 27 tháng 7, 21 tháng 6 chị Hà nhỉ? 21 tháng 6, 21 tháng 2, hay là 27 tháng 2, 27 tháng 2, 27 tháng 7, cái gì? 27 tháng 2, ngày Tết thiếu nhi, ngày Tết độc lập, mùng 2 tháng 9, Tết Trung thu, Tết rằm tháng giêng, Tết Nguyên đán. Anh chị vô vàn có nhiều cớ để mời ăn, để mời họ, để tặng quà cho họ. Tỷ lệ hẹn gặp sẽ tăng lên. Áp dụng những vũ khí sau đây: cà phê, quà tặng, bữa ăn, vé máy bay. Tất cả đều biến thành cơ hội hẹn gặp. Tôi thường làm việc với những đối tác quan trọng trên khoang hạng nhất của máy bay. Họ bay máy bay, mình mới hỏi mày bay chuyến bay nào, nâng cấp hạng vé cho họ, check in cho họ, mình ngồi cạnh. Trong suốt 32 giờ bay đó, mình hoàn toàn có cơ hội để chốt được hợp đồng. Đó là cách tôi làm. Nên hầu hết ngày hôm qua các anh chị bay vào đây toàn hạng C hết đúng không nhỉ? Đó là cách chúng ta kết hợp công việc kinh doanh. Vé máy bay bay ra bay vào mất 11 triệu đúng không? Hai vợ chồng mất 22 triệu đúng không? 22 triệu đi vào học khóa học 2 triệu vui ghê. 7 khách sạn 3 triệu 300 đô một năm nữa. Như vậy thì sử dụng sân bay, vé máy bay hạng nhất, bữa ăn hạng sang đều là những cơ là vũ khí.